Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lâm Tâm Như mừng sinh nhật U50 trẻ đẹp, chồng lại trái ngược. Nói đến diễn viên đình đám của điện ảnh Hoa ngữ, Lâm Tâm Như là cái tên không thể không nhắc. Đối với nền giải trí xứ Trung, Lâm Tâm Như được xem như ngọc nữ đời đầu. Danh xưng ấy thậm chí vẫn phù hợp qua hơn hai thập kỷ khi cô đã ở tuổi 47. Lâm Tâm Như vẫn xứng là ngọc nữ đời đầu. Vừa qua, người đẹp Hoàng Châu Cách Cách đã có buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi mới. Trong loạt ảnh ghi lại Lâm Tâm Như tạo dáng bên hoa tươi, bánh sinh nhật cùng chồng là Hoắc Kiến Hoa và những người bạn thân. Người đẹp vừa đón sinh nhật tuổi 47, nhân sắc của cô trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhân sắc của Lâm Tâm Như một lần nữa trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của người hâm mộ. Trên một diễn đàn, khán giả Việt bày tỏ sự ngạc nhiên bởi phong độ nhan sắc ổn định của Lâm Tâm Như sau nhiều năm. Cô chẳng hề có dấu hiệu lão hóa, dù đã ở tuổi U50, cô đón tuổi mới với mọi người. Những bạn bè đồng nghiệp thân thiết cũng đến chung vui với cô trong buổi sinh nhật của mình. Mỹ nhân ăn vận đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, cô cùng chồng ca hát, selfie tình tứ bên nhau. Cũng nhờ khoảnh khắc này khán giả đã nhận thấy được sự khác biệt lớn về ngoại hình của cô và Hoắc Kiến Hoa ở tuổi 44. Anh lộ dấu hiệu tuổi tác như vết chân chim, phần đuôi mắt, tóc điểm bạc. Khoảnh khắc của Lâm Tâm Như và chồng được đặc biệt chú ý, cả hai say sưa hát hò cùng nhau. Có thể thấy đến nay cuộc hôn nhân của họ vẫn hết sức hạnh phúc. Trước đó không lâu, Hoắc Kiến Hoa còn để lộ bụng mỡ trong một khoảnh khắc chụp toàn thân. Ông bố một con dường như phát tướng hơn, tạo cảm giác gương mặt sưng húp. Trước đó Hoắc Kiến Hoa đã để lộ ngoại hình phát tướng. Về ngoại hình của Hoắc Kiến Hoa vẫn có những ý kiến bên vực anh cho rằng khó ai vượt qua được ải thời gian ở độ tuổi u 45. Việc anh vẫn giữ được ngoại hình như hiện tại cũng đã là một điều hiếm có ở những người cùng lứa. Ngoại hình điển trai thời trẻ của Hoắc Kiến Hoa, giữa năm 2016 Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa chính thức về chung một nhà. Đầu năm 2017 cặp đôi chào đón con gái đầu lòng có tên thân mật là Cá Heo Nhỏ. Gần 7 năm làm vợ chồng không ít lần Lâm Tâm Như và chồng bị nghi rạn nứt nhưng sau đó họ vẫn xuất hiện đầy tình cảm làm công chúng ngưỡng mộ. Vợ chồng cô kết hôn và cũng đã có con lâm tâm như vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung sau nhiều năm trong khi lâm tâm như vẫn làm việc ở lĩnh vực nghệ thuật trong vai trò nhà sản xuất diễn viên thì hóc kiến hoa đã dần không hoạt động ít khi nhận dự án mới đây cũng được cho là một nguyên nhân khiến anh không còn chú trọng đầu tư quá nhiều về mặt ngoại hình có lẽ vẫn còn hoạt động nghệ thuật nên lâm tâm như rất chú trọng giữ gìn ngoại hình hiện tại những khoảnh khắc mừng sinh nhật của lâm tâm như vẫn đang được chú ý còn bạn bạn nghĩ sao về điều này hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé cùng cập nhật các thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất tại kênh tin mới nhất nhé bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo